Rồi mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình đang đứng ở ngay chỗ chợ nhỏ khu phố 1 Tân Hiệp, hướng từ cầu Sập mà hướng về chỗ sân bay Đồng Nai. Hôm nay mình sẽ dắt tất cả mọi người đi tham quan một vòng ở cái sân bay Đồng Nai tới Đại học Đồng Nai. Hiện nay thì nó thay đổi ra làm sao để cập nhật cho những cái Việt kiều nước ngoài và những người ở xa thì có thể tiện theo dõi thì cái khu quanh sân bay Đồng Nai và Đại học Đồng Nai ngay cho khu sinh viên thì hiện nay thì vào buổi sáng thì nó ra làm sao. Thì cũng vừa hết cái đợt cách ly vừa rồi thì mình thấy hiện nay thì một số các cửa hàng quán ăn hiện nay thì họ cũng mở cửa lại thì và mình cũng cập nhật thêm cái sự thay đổi của cái vùng khu sân bay Đồng Nai hiện nay nó ra sao và còn cái tới Đại học Đồng Nai vậy nhá. Đây là mình đang đi gần cái khu chợ Tân Hiệp, chợ nhỏ Tân Hiệp bên tay phải quý vị đây này. Đây là cái chợ nhỏ của phường Tân Hiệp. Đây thì mình sẽ vào tay trái vô cái khu sân vận động Đồng Nai vậy nhá. Sân vận động Đồng Nai thì theo mình tìm hiểu thì nó khá là rộng, thì với sức chứa thì nó khoảng tầm 25 đến 30 ngàn người, đa số phục vụ cho trong tỉnh đó vậy. Đây là cái khu đường dây xe lửa này. Đây đi thẳng đây quý vị, đây là hướng ra chỗ khu định cư Đình Thuận. Thì cái đường này mình thấy khu Đình Thuận này ngày xưa họ cũng tính lấy lại khu này lên, là đa số hiện nay thì mình thấy khu này đa số là biên nhận đây, chưa có sổ riêng, và hiện nay thì dân cư ở đây khá ổn định. Nhà thì nó đa số là san sát nhau rất là nhiều. Đây thì một số cái quán dê núi Linh Bình quý vị này, mì trái này. Đây thì với tình hình này thì một số quán hay đóng cửa rất là nhiều. Phía trước mặt quý vị đây là cái Bách Hóa Xanh, nó thuộc nằm trong khu dân cư Đinh Thuận rồi nhá. Mình sẽ quẹo vô tay phải để hướng qua chỗ sân vận động Đồng Nai. Đây, quẹo tay phải. Chỗ này nó mới làm cái đường này. Ngày trước thì đường đây nó bẩn và mưa nó ngập cái này rất là ghê này. Nay thì mình thấy họ đang làm, chuẩn bị làm để đá thì lần nữa quý vị này. Đây là cái con đường ngày trước lâu lắm rồi thì nay thì họ mới làm này, vì nó rất là đẹp, đang chuẩn bị lấy để đổ bê tông để chán đường đó vậy này. Đó, đây vì thấy không, họ mới đổ đá nó cát này chứ đường ngày trước nó gớm lắm. Giờ mình thấy nó mới làm, trước nó còn cho xe máy thôi, giờ mình thấy xe tải còn chưa đi được quý vị. Phía trước quý vị đó là cái sân vận động Đồng Nai quý vị. Thì ngày trước cái sân vận động Nai thì vào buổi tối thì các quán nhậu và quán ăn rất là nhiều, nhưng mà gần đây thì họ đã dẹp và không cho buôn bán nữa vậy. Đây thì mình thấy chỉ có một cái trung tâm khu vui chơi giải trí ở bên tay trái này vậy, mà đang hoạt động vào buổi tối rồi. Còn các cái quán ăn quán nhậu hiện nay thì họ không có cho kinh doanh nữa vì nó ảnh hưởng đến thẩm quan của sân vận động Đồng Nai vậy. Dọc bên này thì quán ốc này, cái quán nhậu vậy này. Đây bên phải của mình đây là các cái quán nhậu hội quán sinh viên này. Mấy quán này thì trước mình cũng ăn rồi,
thì giá nó cũng khá là mềm và cũng khá là ngon quý vị. Bên tay phải quý vị đây. À, bên trái quý vị đây là chỗ khu vui chơi giải trí của đây này, thường tổ chức vào buổi tối nhiều, đây quán nhậu. Bên tay phải có bia hơi chút nhất. Ở đây thì mình thấy đa số là tập trung, có một số chỗ người ta tập trung lái xe thử của Hải Vân vậy. Ẩm thực chợ quê. Chỗ này thì mình theo mình được biết thì hiện nay thì các cái khu gần đây nó đều quy hoạch là đất ở của khu vực thể thao. Nhưng mà hiện nay thì dân nó ở kín hết rồi quý vị. Không biết là quy hoạch vô thì như thế nào không biết. Nhưng mà đa số khu này đều là đất quy hoạch về làm trường thể thao, nó mở rộng ra làm sao không biết. Đấy, đây là cái sân vận động còn khá là rộng quý vị thấy không? Giờ mình sẽ quẹo vô tay phải hướng về chỗ đường Phạm Văn Khoai, phường Tân Hiệp. Này nó cũng thuộc cái sân banh Đồng Nai vậy này. Đây thì nó tập trung các quán cà phê Minano vậy này, pizza và một số quán ăn. Ở gần đây thì ngày xưa nó có cái chợ tạm Tân Hiệp, nhưng mà hiện nay thì mình thấy cái chợ tạm Tân Hiệp này họ đã rời qua chỗ chợ mới Tân Hiệp nữa vị. Đây có cái cà phê Hương Tràm, karaoke vị này. Ở đường này thì vào buổi sáng rất là đông vì tập trung nhiều quán cà phê có tiếng, cà phê Lộc Phát vị này. Lộc Phát này đa số ở đây là những xe hơi rất là nhiều. Một kỳ búa cũng 39.000 đồng, một lít này cũng 39.000 đồng. Chợ hải sản Vũng Tàu rồi thấy trong cái mùa này thì họ cũng đóng cửa luôn vậy này, nhà hàng cái này, xưởng có cà phê xưởng này mới này. Bên trái về đây là có cà phê Adobe khá là lớn. Ở đây Biên Hòa thì các hệ thống cà phê Adobe rất là đông. Em quay quay này. Quán nhậu quán ăn đi. Dê tươi này, kem hải tôm, cá tôm này. Bên phải đây có một cái khu dân cư mà trước có quy hoạch làm dự án gì đó, nhưng mà mình thấy hiện nay thì thấy cấm cái bảng là bị tranh chấp gì đó. Bên trái quý vị đây mình thấy bán hoa cây cảnh rất là nhiều, hoa kiển này. Đây chỉ có mỗi cái khu bên tay phải gần chợ này thì họ quy hoạch là có tầm mười mấy 20 lô này. Bên phải cái vị đây là cái chợ Tân Hiệp mới vị nhá. Bên trái là chỗ văn phòng đăng ký đất đai của Biên Hòa. Phía trước cái vị đó là cái vòng xoay của thủ Tân Hiệp, vừa phải là ra cái tư Tân Phong, đi thẳng là ra đường Phan Trung, vừa trái là mình ra đường Đồng Khởi. Thì mình thấy hiện nay thì cũng hoạt động lại rất là nhiều. Mình sẽ quay lại về hướng chỗ Đại học Đồng Nai nhé. Ở đây thì mình thấy họ bán sầu riêng này 50k. Sầu riêng rất là nhiều này.
chợ Tân Hiệp này thì cái ban đầu của nó thì nó nằm ở ngay chỗ vòng xoay Tân Phong vậy. Sau này thì Bixi họ quy hoạch lại thì chuyển qua chỗ chợ tạm bên bên này, nhưng mà giờ thì chính thức là chuyển qua chỗ chợ mới này rồi. Hôm nay thì đất bên tay phải thì theo mình được biết là của nhà nước thôi, vì hiện nay thì một số các cái nhà nước họ cho thuê lại. Trong bên này cũng khá là rộng. Ốc Trang đây thì thấy có Arabi thì thấy lúc nào cũng khách cũng rất là đông quý vị. Số cái thói quen của người Việt mình thì buổi sáng không cà phê rồi sau đó mới đi làm quý vị. Bên phải đây thì mình thấy có đang quy hoạch một cái công trung tâm thể thao sức khỏe này. Bên tay phải vì đang quay tôn này. Nếu mà quy hoạch chỗ trung tâm sức thể thao sức khỏe ở đây thì nó khá là rộng vậy. Ở đằng trước quý vị đấy là cái sân vận động Đồng Nai quý vị. Mình cũng chưa có dịp để vô xem đá banh ở khu trong đây. Đây hiện nay thì các cái vòng quanh cái sân vận động thì hiện nay thì mình thấy họ quay tường rào, nhìn tạo hết rồi. Rồi mình sẽ vào tay phải hướng ra chỗ Đại học Đồng Nai. Thì Đại học Đồng Nai ngày xưa là nó là cái cao đẳng sư phạm Đồng Nai. Thì gần đây thì họ sẽ chuyển đổi chức năng thành Đại học Sư phạm Đại học Đồng Nai với đa dạng ngành nghề, không phải là sư phạm như ngày xưa nữa vậy. Đây thì nó có cái trường Lương Thế Vinh cũng khá là lớn. Lương Vinh có xây một cái trung tâm hồ bơi gì đây, khá là rộng bên tay trái vậy đây. Hôm nay thì một số học sinh, sinh viên thì họ cũng đi học lại chứ vậy. Đây là cái Đại học Đồng Nai đấy vì này. Đây là cái cổng của Đại học Đồng Nai. Thì nó nằm trên cái đường số 4 Lê Quý Đôn. Đó vậy. Đấy. Dọc bên này thì mình thấy buổi sáng hoặc buổi chiều bán nước mía này, bánh tráng trộn gặp gặp bên này này, đa số là phụ cho cái đối tượng sinh viên và những người đi ngang qua đây họ mua bánh tráng hoặc là uống nước mía ngồi rất là mát buổi chiều vậy. Đi thẳng cái vị ra đường kia đó là hướng ra chỗ đường Đồng Khởi. Nó là gọi là ngã tư cao đẳng. Mình sẽ vào tay phải vô hướng chỗ song song với cái đường Đại học Đồng Nai. Đây có rất là nhiều quán cà phê, trà sữa, The Villa này. Ồ, bên đây thì thấy buổi sáng khá là mát vì rất là mát này, rất là mát mẻ. Hôm
nay thì mình thấy nhà hàng thì họ vẫn chưa cho hoạt động là trở lại vì các nhà hàng lớn. Cà phê Milti đây chuẩn bị khai trương vì này. Đây thì nó có cái sân, có cái khu ký túc xá của sinh viên vậy. Đây là dọc ở đây thì quán cà phê rất là nhiều. Đây cà phê rất là nhiều vậy. Cà phê buổi sáng. À, bên phải quý vị đây là cái cổng ký túc xá của Đại học Đồng Nai quý vị. Dọc bên đây quán này là quán nhà hàng hồi xưa là quán xí tắc. Tít tắt bây giờ đã thành quán bia Hà Nội 468 vậy nè. Ở đây có dịch vụ chăm sóc ô tô chuyên nghiệp. Vừa rồi thì mình cùng tất cả mọi người đi tham quan một vòng cái khu sân vận động Đồng Nai hướng ra chỗ Đại học Đồng Nai để coi cái mùa này thì nó thay đổi ra làm sao, thì cho mình cập nhật cho mọi người được biết. Mình xin chào quý vị các bạn, hẹn mọi người trong một cái video gần đây nhất trong vòng sắp tới. Mình xin chào ạ.